Chào mừng các bạn trở lại với mặt mình hôm nay mình đây. Và trong ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi Terraria Calamity. Đây chính là cái lần đầu tiên mình chơi Terraria mốt, cũng như là lần đầu tiên mà mình chơi Calamity. Cho nên là có gì mình bị hiểu năng là mong anh em thông cảm nha. Và một trong những cái thứ mà mình chơi, một trong những cái job mà mình phải gọi là chơi không hay nhất của mình, chứ không phải là hay nhất trong nguyên cái tay gà này. Sao là đúng nhất qua là Vodamin. Đó chính là Summoner. Như anh em biết là Summoner sức mạnh đó là gì, không giới hạn, không có điểm yếu. Điểm yếu duy nhất của Summoner chính là cái hàng triệu hồi đó, bởi vì hàng triệu hồi đó chính là cái hàng duy nhất hay chết, trong khi những con quái thì không. Và cái quyền mà mình xả nhận lần đầu nào mình chơi, nói chung là lần đầu mình chơi karaoke nên cái gì ngáo ngáo mà nó không cảm nha. Đây được hết rồi, bắt đầu. Bây giờ thì nó có cái túi. Cút đi mày, nó cút đi. Với duy nhất tao càng là cái gậy Summon, cái này không biết gì hết nên là bỏ đi nha. Cút đi, bắt đầu rất là lớn nha. Vì coi xem ở đây có sự đăng cơ của Armageddon. What the fuck? Why? Cái Armageddon này đáp quá không vậy. Magic. Đây, chúng ta có gặp này. Cái này không quên sẵn. Có búa. Những cái món đồ mà khởi đầu bắt đầu ok nhé. Tất nhiên rồi, bây giờ việc một thằng trăng thì là chúng ta phải tiêu chặt chặt cây và xây nhà. Hỏi vì sao nha, đừng hỏi vì sao mình lại xây nhà. Thì người ta sẽ khám phá cái kiểu này để không, mình chơi Terraria ngày đầu mình sẽ đồng hành kéo hai đi xây nhà. Ta-da! Mình đã xây xong một căn nhà. Và tiếp theo là mình sẽ cần kiếm một vài tài nguyên, ví dụ như là đá các kiểu chẳng hạn. Cái quên mai của mình thì nó lại là chỉ quên mai được vặn thôi, khá là đáng tiếc. Yes, anh em không nghe nhầm đâu, quên mai đấy. Bởi vì người người coi series, người coi video channel của mình nó chủ yếu là đến từ Minecraft, cho nên là nghe quên mai rất là quen. Đúng rồi, bên mai của Telegram lấy ý tưởng từ bên mai của Minecraft, chứ không phải đoạn nháy nha. Tôi nói hẳn là lấy ý tưởng. Ok, nhắc cái gì quan trọng đừng phải nhấn mạnh. Nó là lấy ý tưởng từ Minecraft và nó cũng tương tự đấy. Đây, mình sẽ ví dụ cho anh em xem. Ví dụ như thằng quản ra đi, mình sẽ bên mai. What? Mình cài. Ta. Nhấn chuột phải nha. Ok. Ta, xuất. Cái quá từ từ mấy bro, sao tôi đè cả cái nút quên mai này. Sao đây watch cái gì set từ default đi đấy, cái gì set từ default. Cuối cùng thì nó cũng đã quên mai hết cái đám đồng này. Okay. Và đá một lần nữa để không quên mai đi nhé. Tôi nhấn mạnh luôn, bởi vì đây chính là quên mai chứ nó không phải là excavator. Và trong Minecraft thì anh em cũng đã phân biệt rồi, quên mai thì nó lại là cái gì, excavator nó là cái hàng xịn hơn quên mai, nó sẽ tốt thức ăn hơn, nhưng mà cái gì nó cũng đào được, trong khi quên mai thì chỉ có thể đào được quặng thôi. Đấy, mai trong đây cũng vậy, mình sẽ đi khám phá cái khu từ này. Cây rất là bự nha. Kìa, mình hiện tại đang có 400 gỗ rồi nên mình cũng tầm lắm. Mình chơi chế độ bình thường, lý do mình chơi chế độ bình thường không chơi chế độ siêu khó ấy, bởi vì lâu rồi mình chưa chơi lại tay nha, và cũng lâu rồi mình chưa chơi lại tay nha máy tính. Đây là hai cái vấn đề khác nhau này. Và lần đầu mình chơi Calamity đấy, mình nghĩ là mình làm nên làm được rất nhiều. Đây mình có cài gì đây, hình như trong đây mình có cài cái mod đó chính là so công mức độ mình cũng cái con này của Calamity chắc chắn luôn.
cái quần gì đấy. Ôi ôi bạn ơi, bạn ơi bạn ơi bạn ơi, mình nói chơi bạn ơi, đánh nhá, đánh nhá, mình đánh nhá, mình đánh nhá, cái gì từ từ nói nhá. Hồi nha, hồi nha, hồi nha. Ui, còn sắp hiểu năng này lên đây. Vậy đã hữu sáng tạo của mày này, chơi đi, chơi đi chưa. Ok mày sao đấy con sắp này. Ok chơi đi chưa, sắp rồi, sắp bắn sắp chết thằng chủ mèo kìa. Chết đấy, sao đấy, sao hôm nay mày hiền thế. Đúng rồi đúng rồi đúng rồi, mình đó sắp bị hiểu năng con này, nó lạ quá em ơi. Ở giữa sa mạc mà lại có một con nước nghe thấy nó lạ rồi. Thậm chí là con này nó còn 280 máu, xài tạm cút đi. Mình có coi những cái video và ra có một cái ông cách đây hình như là 5-6 năm gì rồi, ổng là chơi không biết có 5-6 năm mà có nói quá không, nhưng mà nói chung là cách đây lâu lắm rồi. Có một người họ phá đảo Tegaga chỉ bằng cách summon và cho mình đọc ui ui cũng không đâu đó, mình tưởng đâu đó, và mình cũng là một người hết chơi summon đó. Sắp cứu nhé, thôi đây thôi đây thôi đây thôi đây, sắp 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 cứu tao, sắp mày làm gì đấy, sắp tấu hai à. Trời trời để dùng tôi cần phải thay thế con sắp này bằng một con khác, nó phải giặt quá, nó phế hơn cả thằng bạn tôi khi chơi cho thua. Không có tin được trên đời này lại có một cái sinh vật mà đã phế thằng bạn chơi cho thua. Và mình cũng sẽ xây xong căn nhà này cũng nhanh thôi, và bùm xong một căn nhà nữa. Ok và lần chắc mình sẽ xây một căn nhà. Mình nghĩ là cái series này của mình sẽ xây có mấy trăm căn nhà với cả đồ đó, kinh thật. Mình chơi Calamity nhưng mà ok, mình xem video của người ta chơi Calamity thì mình chỉ xem có vài phút đầu thôi nè, cũng không nhiều lắm. Và cái này là do thằng bạn nó giới thiệu mình, cái hàng mà mình nói là chơi cho xui như vậy. Thế cho nên là chắc mình không tin là mấy cái hướng mà nó giới thiệu về mấy cái hướng hay ho gì cả, nhất là mới vô lại gặp mấy con dở hơi gì đó xiên mình. Cooper nhiều hết nhỉ, chắc phải làm một giá Cooper. Nhắc tới đây mới nhớ là mình chưa làm cái hàng chưa làm hàng giáp gỗ rồi nha, cái gì được tôi nói nhé, đừng có nào dưới đây nhé. Hồi đó khả năng bắt vua tôi vẫn còn hơn. Ô, được, được thế nhỉ, được đấy, được đấy. Cái đầu cái này hơi đẹp đó. Good, đang vô và xin cái này để tí tiền. Hình như nếu mình nhớ nhầm thì mình có đủ 50 bạc thì anh bạn buôn bán sẽ tới, mình như bạn là 4 bạc. Ồ mình kiếm thêm được 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 rồi, chắc không còn gì nữa. Quá tốt đấy, quan trọng là cái anvil thì nó tóm sắt và nó cũng là một cái món quan trọng đó. Ui con chó sợ lắm. Ở đây rồi, ở đây sao tôi lại có, sao tôi hơi quên một trăm những cái đặc sản kia xuống hang này nhỉ, đầu quá không trời, đầu quá không trời, quên mấy cái, quên mấy hàng đặc sản này. Cẩn thận oh. Cái dùng của mình nó là led chứ nó không phải là sắt. Tôi chỉ biết là có cái nhà gỗ gần thôi chứ, tại sao lại có cái nhà băng này. Calamity à, Calamity hiểm rồi.
triệu hồi một con chó cục súc. What bao nhiêu lúc lúc nào nhỉ? Xịn thế nhỉ. Nói giờ con cởi kiếm cái hớt crystal anh. Cái hớt crystal nó sẽ tăng cho mình 20 máu. Ôi có tiếng zombie. Mọi thứ đang hoàn sự thế đầu đang nhé. Tại thêm cái giờ trực tiếp. Làm sao cái giờ này sẽ biến thành tiền của mình. Chắc cục súc có ủi được cái này không? Không. Cái cục súc quá xì đà. Nghĩ là mình không biết là chó cục súc nó có ủi được cái con mốt không. Chó cục súc. Ok. Chứ đó chắc cũng không có gì đâu. Có con gì đây? À dơi. Chò mơ ơi, mày làm gì đấy chò mơ ơi. Mày hên đó. Đánh gà hòm tí đi chò mơ. Anh chứ con chò này mình đánh giá là nó không bằng con Salam nha. Con Salam thì nó rất là bảo vệ chủ. Con Salam dù đau nó yếu nhưng mà nó được cái là bảo vệ chủ rất là khét. Nhưng mà đánh hay ngu học. Con chò này thì được cái đánh xa. Ừ đúng rồi, gà dán tí đi chò mơ. Chơi một trong những cái điểm mà chơi summon ấy, đó chính là anh em cứ cố gắng giữ cho mình sống càng lâu càng tốt, dù cho anh em phải đóng tăng gọi là chơi theo kiểu là chú tể né đấy. Thì những ai mà trở thành chú tể né thì họ sẽ là có cái đặc điểm nhận dạng, đó chính là họ mắt đau, gọi là mấy hàng mắt đau sẽ là mấy hàng tử sức mạnh nếu như không né được. Cho mình ranh giới ở tử sức mạnh và một vừa bây giờ thì nó dặn lắm mà mạnh lắm. Hớt crystal đàn chó này cứ đi. Yeah, 20 máu. Và khi mà chúng ta yes. Cây đá rồi nè, cây đá rồi. Good. Chồm ơi mày. Nó một ô đấy chồm, mày bắn qua đi. Sao mày lại phới y chang bạn ơi. Khui nó chồm. Ê chồm. Sao mày có hiểu năng gì nữa? Ok hả đó, làm sao? Đã hiểu năng nhưng đam nó mạnh. Ok, đam anh này. Khá tiếc là mình không chơi pháp sư. Nếu mà chơi pháp sư thì mấy cái hàng quặng này nó có thể giúp ích cho mình. Con đà lét này. Ôi con tròn, bạn đang giúp mình. Cái màu nâu đó tôi tưởng là cái con dung. Mình làm thêm mấy cái block này. Thấy hang trong đây nó nhiều đồ phết anh em ạ. Không biết là do mình hên hay là do calamity nữa. Nhưng mình thấy là trong đây nhiều đồ phết. Không. Tôi tưởng là bể cái miếng phiến băng chứ nhưng mà không, nó không bể à. Ui, trời ơi con này. Đánh nó cho mày đăng nhất. Ừ, mình đánh nó đi đây này. Trời ơi, con này nó biết bắn gai trời. Có lên trời ơi. Có lên. Rồi hỏi là nó đánh tôi phải động viên nó mới không quá nồi. Trời ơi cứu tao. Còn lấy lại kia cái con bay gan nha này nó đựng trái đó chính là mình sẽ có được cái hút mà đi dưới sắt thì nó lại hầm cái rất đi hút mình no rồi mình sẽ farm được cái gì đây. Hút mid elemental cái gì nên là bình tĩnh nha em, còn còn vợ trẻ con thơ ở nhà và đẹp con xinh thì không có cái hút. Cái hút đó tỷ lệ nó ra nó cũng thấp anh em ạ, không phải tự nhiên mà người ta xây hẳn một cái farm cho nó farm hút đâu. Ở dưới đây nó có khai thác tài nguyên. Trên đó không biết có gì không nhỉ, trên bình chắc thử. Không có gì đây, chỉ nằm cái đường khác thôi. Cái này nó có bằng không? Không. Đây rồi. Cắt mít ở đây em rồi. Trời ơi trời ơi. Con tròn này sao mình không chịu hồi nó thẳng trực tiếp tới một vị trí nào đó nhờ. Nó phải đi bộ.
Trời ơi, trời ơi, sao mày lại giật ghê? Rồi, đúng rồi, trái đất. Trời ơi, tao không muốn phải xài cúp động đâu. Về. Ui, còn 7 nữa. Cho phải xài cúp động thôi, con trò này nó hiểu năng lắm. Nhá, rồi nhá. Né ngay, né ngay. Khốn nạn hai nè. Đúng. Trời ơi, vắng rồi sao lại có thể, sao cái khả năng phát hiện 7 của tôi bây giờ nó kém vậy? Hay là tôi già rồi, mắt tôi nó yếu cái. Xuống chơi nó chồng ơi, có lên cho chồng ơi, chồng ơi, mày làm gì đấy chồng ơi, đi chơi nó đi chơi việc ba nhà này. Ô, có cái hàng này là chứng tỏ là có nhiều bạn, vứt 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 rồi, nhưng mình sẽ có nhiều bộ giáp khá là ok cho người bạn, nó là led à? Ừ, cái led cũng được chồng ơi. Tôi không biết là trong cái trong một cái tập thôi nhá mà tôi kêu con trò này nó bao nhiêu lần, trò này hiểu năng lắm. Tên nhà này khá là đáng tiếc, nhà nó lại là quái với hai con, nó là quái với hai con vì hai con mạnh mới này. Mình không biết là cái tên nhà này bây giờ mình sẽ lấy về nó làm được gì không, nhưng mà giờ mình không thấy đấy vì anh em biết rồi. Mình hiện tại là chưa học hỏi Calamity nên mình không biết điều đó làm gì. À, tên nhà đế xương thì nó sẽ là kinh thế nhỉ. Thường thì tên nhà đế xương hai này đi chung nhau tạo thành đồ của bắn súng và là bắn cung gì đấy, nhưng mà cái trắng này trong Calamity thì nó có nhiều hướng thay đổi và tôi vẫn cần phải lấy một tất về. Cái này cũng bình thường á, tôi vừa chơi sau chơi ma gáp thì tôi cũng thường hay như thế. Trong mấy cái ma gáp bắt thì gương cúp đổ tôi thường rất là linh tinh, bởi vì tôi cái gì đấy là gì đấy cũng thế. Lấy tiếng tên nhận về hay là mình chơi chế độ hồi chỉ chơi chế độ siêu khó chứ còn chọn những cái kiểu đang đấm dễ chừng thì đang có năng nghĩ đấm nữa kiểu hết. Vì mày đóng hai nhãn đi, có hai nhãn, nó hai nhãn thì nó thường có cái từ đó đấy, cái hàng này dùng để vô cái máy đọc này. Tôi gọi nó là khó xong tiền bỏ này đợi lên tin đó. What the fuck? Yes, chúng ta đi tới hang ma bộ rồi. Hang này là có con Medusa. Yes, có Medusa. Nếu mình dám nhập. Cảm ơn anh bạn Excavator và anh bạn nào chế tạo Excavator. Bởi vì nếu không có Excavator thì còn lâu mình mới đào cái thằng khốn nạn đồng. Đồng đúng kiểu không xài được gì. Ok, còn nữa Platinum này thì nó là vàng hết nè, ta cắt đổi khác thôi. Tại vì một thế giới có vàng nó sẽ không có Platinum. Platinum này chắc mình lấy làm đồ cho hồi boss thôi, chứ người giáp cái kiểu thì chắc là không xài nữa. Chồng ơi, mày về làm tao chụp mình đấy. Mình có này, được cái hại chủ rồi. Hú người ta thì và bắt cũng đâm mặt hú nhà mình thì đấy toàn bốt chủ. Giờ vậy. Ủa sao không có cái bẫy nào ở đây? Sao tôi không đạp được cái bẫy nữa thì? Trời ơi, trời nó trời. Ôi, ôi, this is Sparta, this is Sparta, this is Sparta.
Thôi, chồng ơi, chồng ơi, chồng. Ủa, tính ra cái con mà mình cưỡi nó còn mạnh hơn con tròn nữa nè, em đâm một phát bốn mấy đam. Có khi tôi đào một cái xe ghi mà Win Win Tagaya chỉ sử dụng cái cưỡi mất. Nhìn sao nãy giờ mình không xài đường ray gió nha. Quay hết Crystal. Cái gì đây, 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 cái gì đây. Holy. Gì đây? Có cái gì bắn mình thôi. Để khi mà mình mạnh lên nhìn là ảo quá nè, ảo rồi chồng ơi, mẹ rồi chồng ơi, chồng ok. Ok, mình nghĩ là khám phá thế này đủ rồi, mình nghĩ là mình cần phải về nhà nha, mà xây thêm nhà cho mấy con người xe nó còn có cơ hội kia. Nhưng mà mình thắc mắc là sao chưa có y tá hay là chưa có ông bán hàng nhỉ? Nhà mình xây có vẻ như là chưa sáng, nhà mình xây đạt chuẩn rồi nhỉ. Yes, this house is suitable. Chả hiểu sao. Chồng ơi. Đúng, đúng là top 10 phá giặc. Thậm chí con trò này cũng thấy chế tạo được kìa. Wow, còn có chế tạo của con trò này. Cho nên mình nghĩ là mình sẽ làm được bộ giáp nha. Dù bộ giáp này không phải là bộ giáp của Summon, nhưng mà ra nó cũng cho mình cái khả năng chống chịu một tí. Yeah. Mình sẽ làm một cái tàng hầm để nhốt Loli anh em nha. Mình sẽ làm một cái tàng hầm để chứa đồ và làm mấy cái thứ liên quan tới máy móc. Rồi cái tàng hầm thì nó cỡ 3 ô. Được. Mình sẽ làm cái gì tàng hầm? You can do it. Ồ, sáng rồi, sáng rồi nè. Ồ, sáng rồi. Nếu mà sáng rồi thì mấy con zombie này nó sẽ chạy hơn, mình không quan tâm với nó nữa. Bây giờ mình chỉ cần phải mở rộng mấy cái mình chỉ cần phải xây nhà thôi. Ok, tính toán cái gì nhỉ? Mình cần xây nhà để cho thêm mọi xe vào. Mình có bom không ta? Ồ, mình có bom luôn, good. Vậy là ông bán bom sẽ xuất hiện. Ông bán bom cũng khá vui á. Dạ. Ông bán bom thì ông sẽ giúp mình dễ kiếm hàng hơn. Nhờ cái việc mà dùng bom để đi khai thác. Mình dùng dùi gỗ này. Giờ chỉ cần gì nhỉ, cần bàn và ghế thôi, con xích con đồ linh tinh lắm. Bàn và ghế yeah. Chúng ta sẽ chuẩn bị đón những người nào bên xe đầu tiên. Mình sẽ có những anh bạn mình cần. Đó chính là một y tá này. Y tá là rất là quan trọng. Và máu, một ông bán tạp hóa. Và đừng hỏi vì sao nha, bây giờ có con heo. Và một ông lỗ. Và mấy ông khác như là súng cái kiểu thì thôi. Đâu đây bỏ đi. Và đặc biệt như ông nổ. Nổ thì hình như là nếu mình nhớ không nhầm thì với ông nổ này bom không có thể nổ được mấy block bên Crimson và Corrupt. Chắc ok. Bây giờ chàng cái hàng 1B. Yes, mà chen không bán tạp hóa đấy. Furnace. Yeah. Và gương. À, gương ngành sắt. Con đội em. Thằng này sẽ là gương linh tinh. Cứ đi. Cứ đi. Yes, mày vào đây. Mày vào đây. Cứ đi. Mày vào đây, yeah, y tá.
Rút. Này vào đây, này vào đây. Cái này đặt ra này. Và một cái envelope. Này vào đây, này vào đây. Hàng này thì nó sẽ là gương khách sạn. Khách sạn và hỏi. Còn hàng gương nữa thì cái hàng gương này thì mình nghĩ là mình sẽ là tạm thời thôi, nó sẽ là gương hút. Và luôn luôn phải giữ một cái bình hút về nhà cho mình. Vì sao mình nói là tạm thời? Bởi vì cái gương hút này sau này mình sẽ cần phải sao nhà mình không biết nó sao, chỉ cần phải dời nó đi chỗ khác ấy. Cái chỗ mà mình sẽ đào nguyên một cái phòng đấy chỉ để trưng bày hút thôi. Sắp ơi, và lại nhỉ? Đúng rồi, sắp ơi, sắp nó sắp ơi, sắp. Bây giờ nha, mày nhìn con hú tao nó sắp. Đấy, mày thấy chưa? Thậm chí nha, cái con mà tao lượm người chở nha, đụng trong thật rác nha, nó còn xịn hơn rất, xịn hơn cái mày. À, cái bình này thì mình cũng cần phải mua rồi mấy. Nếu như mình không đào thủy tinh thì mình sẽ cần cái bình này để đào hút. Nếu như mình nhấp nhập, gặp mày thôi. Yeah, tiền đầu tiên. Vịt. Thằng này bán được một vàng. Quýt mình đúng đeo cái rồi. Hai này đều không. Ô, hàng này cho hàng 100 đam. Yeah, rồi con heo này rất là quan trọng nha. Nếu mà anh em chơi Minecraft thì anh em sẽ biết tới một cái thứ, nó tên là Ender Chest. Nó sẽ giúp cho anh em là có một cái quyền, đó chính là chỉ cần được đồ ở trong cái gương đó, dù là bất kỳ đâu thì con heo này cũng được. Mình sẽ luôn luôn có con heo ở nhà và con heo đang heo người. Yeah, cái hàng là bông. Ở đây nó sẽ là platinum này. Tiếp theo là vàng, tiếp theo là bạc, tiếp theo là copper. Mày hứa tới, mới tới những cái món gần hit. Mày hứa đang đi đúng tiến độ. Và mình sẽ cần phải xây thêm nhà nữa để đón chào những người xây khác nếu có. Cái này bán đồ cũng bình thường nha. Tôi tưởng mod này không phải bán đồ cũng như là gắt gắt một tí. Nhưng mà hơi bị trái ngưỡng của mong đợi của tôi. Mình nghĩ là sẽ cần phải nung một vài hàng kim loại. Có khi nào nung một vài hàng kim loại sẽ biết được là cứ như là có những công thức mới chăng. Led rất nhiều nha, mình làm được rất nhiều led từ thường, từ quặng thường đến mấy cái quặng nó xuất hiện không thường gì đó. Những ngày annual chúng ta có được tomahawk goodbye led này. Cái led này rất ngon nha, nó sẽ giúp mình tăng tốc độ di chuyển và nó có thể chế tạo cái giày. Cần câu cá, một cái xô. Mình cũng nhiều mà. Làm cái có chắc không sao. Hai này đi chung nhau. Thằng cần câu với thằng xô. Thằng xô nó sẽ tạo nước vô hạn, còn thằng câu thì câu che này, nhưng mà mình không có cái hút đồ nấu ăn. Yeah. Còn cái đồ nấu ăn. Bộ đồ chắc mình nghĩ là không cần cổ đồ đâu, mình sẽ cần cái cúp là cái Agile tăng tốc độ. Yes, rất ngon. Và hứa khởi động rất là ok nhé. Và video này sẽ kết thúc tại đây. Và nếu nào hết video bye nên kênh chia sẻ video này để không bỏ lỡ tiếp theo nha. Chào mọi người, video tiếp theo sau. Bye.